Vào chiều ngày 2 tháng 11 tại thành phố Hồ Chí Minh, một bước tiến mới trong làng bóng đá Việt Nam được chứng kiến khi Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt, LP Bank và Học viện cùng câu lạc bộ bóng đá Hoàng Anh Gia Lai, của Bầu Đức chính thức ký kết hợp tác toàn diện. Sự kiện đánh dấu sự chuyển mình quan trọng, học viện và câu lạc bộ nay mang tên mới, LP Bank Hoàng Anh Gia Lai, theo sau thỏa thuận hợp tác được thiết lập từ 23 tháng 10 năm 2023. Qua thương vụ này, LP Bank không chỉ hỗ trợ vững chắc về mặt tài chính mà còn đầu tư vào việc nâng cao chất lượng đào tạo, phát hiện và mài giũa tài năng bóng đá trẻ. Cả hai bên tin tưởng rằng mối liên kết này sẽ khơi dậy sức mạnh cạnh tranh, góp phần vào sự thịnh vượng của xã hội, đồng thời xây dựng nên một hệ thống bóng đá trong lành, đầy tiềm năng. Sự kết hợp giữa học viện, câu lạc bộ và LP Bank hứa hẹn sẽ mở ra cánh cửa mới cho thể thao Việt Nam trên đấu trường quốc tế và đồng thời tăng cường hình ảnh, dịch vụ của LP Bank qua cộng đồng người hâm mộ bóng đá đông đảo. Ông Hồ Nam Tiến, Tổng Giám đốc của LP Bank, bày tỏ niềm tin vào việc thương hiệu LP Bank Hoàng Anh Gia Lai sẽ phát triển mạnh mẽ, và Học viện bóng đá LP Bank Hoàng Anh Gia Lai sẽ trở thành nơi ươm mầm tài năng, đóng góp cho bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam.